Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ tại Hà Nội. Bên mình thì có cơ sở tại Hà Nội thôi. Thì các bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên Đường Bảo Sơn thì có thể đến trực tiếp cửa hàng để giao lưu và mua bán. Còn các bạn nào ở xa thì cứ xem video thật kỹ càng. Nếu chốt được máy thì cứ nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là số điện thoại, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra hàng và thanh toán. Đó. Bên mình bán hàng thì bao chuẩn cho các bạn. Các bạn cứ xem video như thế nào máy bên mình sẽ gửi cho các bạn là như thế. Đó. Mấy hôm nay bên mình làm video nó không được đều cho lắm thì mong các bạn thông cảm và cũng mong các bạn đừng quên mình. Thì nhờ, mình mệt là cũng đã khổ lắm rồi mà bây giờ người nhà mệt còn khổ hơn các bạn ạ. Cứ lay chạy chỗ này mai chạy chỗ khác, cứ ra vào bệnh viện kinh thật. Thì hôm nay bên mình sẽ review những chiếc máy đang có tại kênh. Đầu tiên sẽ nói đến đó là một chiếc iPhone SE bản 2020. Ngoại hình máy của nó là máy màu đen. Đấy, đẹp tầm khoảng 99 cho đến cận ken luôn. Hàng zin nguyên bản, bao cho các bạn chích choác thoải mái. Chích thợ thuyền ok nhé. Không zin bên mình bao bách lại tiền 100% cũng như là tặng máy cho các bạn luôn. Đấy, bộ nhớ là 64GB. Pin của nó là 91%. Pin 91%, máy màu đen, ngoại hình zin đẹp. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.300.000. Tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc, một kính cường lực, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Tiếp đến là một chiếc iPhone 12 Pro Max. Cái này ngoại hình của nó là zin đẹp 99 cho đến cận kem luôn. Đấy, hàng zin chuẩn nguyên áp cho các bạn. Đang chạy US 17.0.3 bản quốc tế Mỹ. Pin của nó là pin 85%, cắm bao auto thì lên 87% luôn các bạn ạ. Đó, hàng zin chuẩn luôn. Zin 100%. Đấy, iPhone 12 Pro Max bản 128GB, máy màu vàng thì bên mình đang để cho bạn với giá của nó là 13.900.000. Đấy. 13.900.000 các bạn nhé. Các bạn biết màu vàng này thì luôn là màu đẹp nhất của dòng iPhone và nó cũng là cái màu mà bền bỉ trong năm tháng, rất sang trọng. Tặng các bạn ốc lưng, sạc siêu nhanh cũng như dán màn hình, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1, bao zin cho các bạn. Tiếp theo là đến một chiếc iPhone bypass. Đây là một chiếc iPhone X bypass, ngoại hình của nó là hàng vỏ của nó thì đẹp tầm khoảng 98%. Màn của nó thì đã thay rồi. Màn thay rồi, hiển thị không khác gì màn zin các bạn nhé. Đấy. Con này thì mất phây, thay màn. Đang chạy US 16.7 iPhone X hàng bypass. Các bạn nắp sim vào dùng như bình thường. Bên mình đang để cho các bạn cây máy này giá là 3 triệu đồng. Đấy, 3 triệu đồng thôi các bạn nhé. Chỉ bằng một cây iPhone 7 Plus thôi. Mà các bạn đã sở hữu được iPhone X, cầm rất sang trọng, lịch sự. Các bạn dùng thoải mái tầm khoảng 3-4 năm thì lúc đó phải nâng cấp phần mềm lên, thì lại phải chạy phần mềm. Đấy. Và không, các bạn không nâng cấp phần mềm thì thoải mái dùng nhé. Lắp sim vào vô tư. Đấy. Giá 3 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện, bảo hành 3 tháng 1 đổi 1. Đây là một chiếc Sony L4 RAM 3, bộ nhớ của nó là 64GB. Ngoại hình của nó thì là một chiếc máy hàng zin đẹp 98-99%, có vân tay ở viền, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Nó đang quá cái gì ấy. Đây, lên được. Cảm ứng thì bình thường. Đây, tí nữa mình sẽ reset lại máy nhé. Reset lại máy để xem lại phần cài đặt thôi. Sony L4. Ở đây mình vào camera cho các bạn xem. Đây,
Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất chân thật và đẹp như Soli à. Đây. Đây các bạn. Đấy, camera cũng rất là lịnh mắt nhé. Và giá chỉ có 1.900.000 thôi. Soli L4 1.900.000. Oppo Reno 7A. Con này pin tận 4.500 luôn, thoải mái 1-2 ngày luôn các bạn nhé. Ngoại hình con này thì đẹp tầm khoảng 98-99%. Giá chỉ có 3.600.000 mà các bạn lại sở hữu được thanh RAM của nó là 8GB. À, thanh RAM 6+4GB các bạn nhé, 6+4GB và RAM bộ nhớ của nó 128GB, chip Qualcomm Snapdragon luôn này các bạn này. Đấy, chuyển game thoải mái vô tư nhé, màn hình to, pin khỏe, mà máy thì lại rất đẹp. Đấy, máy này thì các bạn yên tâm không để lại dấu vân tay nhé, đây các bạn này. Đấy, không để lại dấu vân tay đâu. Máy 2 SIM, hàng công ty chính hãng. Giá bên mình đang để cho các bạn là 3.600.000, tặng sạc, tặng tai nghe, tặng dán màn hình, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Vsmart Joy 3 hôm nay bên mình lại về thêm được ít nữa. Vsmart Joy 3 này thì giá của nó là 1.150.000, với RAM của nó là 3GB, bộ nhớ của nó là 32GB, máy thì 2 SIM, pin của nó thì 5.000, màn hình của nó thì 6.6 inch. Đấy, nói chung con này nó đủ tiêu chuẩn là pin trâu, sóng khỏe, màn hình to để cho các bạn giải trí, nhưng cấu hình của nó thì lại thuộc diện trung bình. Facebook, Zalo, YouTube hay là gọi video các thứ thì rất ok, nhưng mà chiến game thì khả năng nó chỉ chiến được các game nhẹ thôi. Đấy, Pikachu hay là đào vàng hay là gì gì đấy, bởi cái game mình không hay chơi nên mình cũng không biết. Đấy, các bạn cứ cân nhắc mua nhé, nhưng mà các cô chú lớn tuổi chơi dòng này thì rất là yên tâm, giá vừa rẻ lại ngon, 1.150.000. Tiếp theo đến LG V40 tinh quy. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp 99%. Đó. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Chip Snapdragon và con này được sở hữu màn hình 2K+. Độ rộng của nó là 6.4 inch. Đấy, màn hình này mà xem video thì cực kỳ nét, có vân tay ở đằng sau, đằng trước thì nhận diện khuôn mặt. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2.200.000, tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng tai nghe, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. iPhone thì vẫn còn một cây nữa. Đây là một chiếc iPhone 12, ngoại hình của nó là có thể coi là hàng zin keng sà beng. Đấy, hàng nếu mà các bạn khó tính thì có thể coi là hàng đẹp 99%, dễ tính thì nó là hàng zin keng. Đấy, con này đang chạy US 16.5.1, bản quốc tế Mỹ 64GB. Máy 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Pin của nó là 87%. Pin 87%, pin zin nhé, đi theo máy nhé, không có thay thế gì cả. Máy thì nguyên áp suất. Bao cho các bạn reset thoải mái, đây bên mình sẽ reset cho các bạn. Reset thoải mái nhé, không bao giờ sợ iCloud các kiểu. Máy lock hay các kiểu gì cả. Đây là máy quốc tế chính hãng 100%. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 8.900.000. 8.900.000 cho chiếc iPhone 12, máy màu đen. Màu đen này thì đẹp, quá đẹp rồi, rất manly, cấu hình cao. Đấy, dòng iPhone 12 này thì giờ giá rất là dễ nghe rồi, chỉ có 8.900.000. Tặng ốp, tặng cường lực, tặng sạc, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Hàng Việt Nam thì sẽ có một chiếc S20 Plus, màn hình 120Hz luôn, 6.7 inch, màn trắng sáng,
không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó 128GB, máy 2SIM bản Việt Nam. Dòng máy flagship, quay camera nói chung là đây là các cái đấy các bạn nhìn này. Nói chung là máy đời cao thì camera của nó cũng thuộc diện gọi là đẳng cấp rồi, dùng để livestream chụp ảnh quay video thì quá tốt. Giá bên mình đang để cho bạn là 5.400.000, 5.400.000 tặng ốp lưng, tặng sạc cũng như là tặng dán màn hình, bảo hành 3 tháng nữa 1 đời 1. S9 Plus cũng là một máy cao cấp của những năm 2018-2019, và đến bây giờ con S9 Plus này bên mình đang để cho bạn giá 1.900.000, 1.900.000. Đấy, màn thì bị có một cái đốm ở đây do va đập thôi các bạn nhé, do va đập nhưng mà không bị vỡ màn. Đây này, nó vẫn còn cái vết tì đè này. Đấy, xước rất là mờ, mình đoán là do cái vết này. Đấy, nó phải tì đè một lực thật mạnh thì nào mới bị đốm như này các bạn nhé. Đấy, nhưng mà màn kính thì lại không bị vỡ, vẫn là kính zin, tỏ con máy này rất là bền. Đây là bản Hàn. Đấy, bản Hàn các bạn nhé. Bản Hàn, con này là thay lưng, hàng thay lưng, thay lưng của bản Mỹ nhé. Nói chung là giá 1.900.000 để cho các bạn dùng làm máy sơ cua. Dùng máy sơ cua con này thì quá là tuyệt vời rồi, rất nhanh, rất mượt, hiển thị đẹp, cấu hình lại cao, tặng đầy đủ phụ kiện như ốp lưng, sạc và tai nghe. S10 Plus bản Hàn, máy Âu trắng sứ, ngoại hình là zin đẹp, bên mình đang bán là 4.500.000. Đấy, bán 4.500.000 các bạn nhé. Hôm trước có bạn nào não ngắn lại comment vào bảo là cái hàng này ở kênh nào bán 1.500.000, mình cũng đã không hiểu là bạn đấy đầu để làm gì. Khi cái màn hình này các bạn đi thay không có giá dưới 3.500.000 nhé, mà không hiểu sao lại đi comment vào bảo là bán 1.500.000. RAM 8, bộ nhớ 128GB, máy thì 2 SIM các bạn nhé. Hiện tại thì đang là để 1 SIM này, email là 7868 này. Đấy, các bạn thích thì có thể lên 2 SIM thì chạy được 2 ý, thì sẽ phải chạy lên 2 email các bạn nhé, thì là chạy phần mềm thôi chứ không có can thiệp phần cứng gì đâu. S10 Plus bản Hàn, bên mình đang để cho bạn là 4.500.000, tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng tai nghe, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Lốt 10 Plus cũng 4.500.000. Đấy, lốt 10 Plus à, quên, lốt 10 thường, đây là lốt 10 thường các bạn nhé, không phải lốt 10 Plus đâu. Bản Hàn dòng này thì chỉ 1 SIM thôi, nhưng RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Đấy, con này hôm trước bên mình có đăng lên, tức là rất là nhiều bạn hỏi mua, nhưng mà cũng không hiểu sao mình lại gửi đúng một bạn lại bom hàng. Đấy, gọi điện thuê bao tỏ tỉ te, nên là mình lại quay hàng về, nên hôm nay lại bán cho bạn. Hôm trước bên mình bán 4.600.000 thì hôm nay bán cho bạn 4.500.000. Lốt 10 nhỏ, RAM quá khỏe, RAM 12GB thì quá khỏe rồi. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình nhé. 4.500.000 thôi các bạn, quá rẻ. Nói chung là bút thì vẽ vời ABC thoải mái nhé. Chỉ là có điều là bút là đã hết pin rồi, nên là sẽ không điều khiển được từ xa. Dòng này thì vẫn chưa có giải pháp thay pin, mà có giải pháp thay pin, nhưng mà họ lại phải đập vỡ bút để lấy mũi ruột ở bên trong, xong là thay vỏ. Nói chung là thôi, mình cứ để gì như này bán cho bạn, giá 4.500.000 thôi các bạn nhé, quá rẻ rồi.
F12. F12 đây đang không có mà bán đấy. Đấy, cũng bom hàng luôn. F12 bản Việt Nam 2 SIM. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chạy chip Snapdragon 865. À 855 nhé, chạy chip Snapdragon 855. Pin thì 4500. Máy thì đẹp như máy mới luôn. Nói chung là đây là bản demo, bản not for sale nên là các bạn yên tâm. Các bạn mua những chiếc máy này thì không khác gì là mua máy mới nhá. S10 Lite mới ra thì giá của nó đâu đó là 16 triệu. Nhưng bây giờ bên mình đang để cho bạn giá là 3 triệu 900 nghìn nhé. Còn đúng một cây duy nhất thôi, 3 triệu 900 nghìn. V-Smart Lite 4. Bên mình có một cây máy màu xanh. Ngoại hình của nó thì là hàng zin keng sà beng rồi. Lite 4 này là 2 SIM, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Pin quẩy 5000, màn trắng sáng, không áo ngủ cũng lưu hình. Giá bên mình đang để là 2 triệu 200 nghìn, full box luôn. Đây có sạc, có cáp đây, có hộp luôn, cả ốc lưng đấy. Máy bán ra bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhé. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong chiếc máy đang có tại kênh Một Bên Thắng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.